một nhân viên dọn dẹp vệ sinh với mức lương 500 đô. Nhưng phương tiện đi lại của cô ấy lại là máy bay tư nhân và còn thường xuyên mặc những bộ cánh đắt đỏ lên đến hàng triệu đô để tới tham gia bữa tiệc của các phú hào. Mặc dù cô ấy sinh ra trong một khu ổ chuột nghèo khó, thế nhưng lại luôn tỏa ra khí chất không hề tầm thường. Thế nhưng ai có thể ngờ được rằng cô ấy lại là bạn gái bắt tam được người đại gia này thuê về. Thậm chí đến tiền thuê phòng cô ấy còn không thể tự mình trả được, chỉ có thể lén lút ngủ lại ở nhà chủ. Thế nhưng không ngờ rằng chủ nhà lại về nhà trước dự tính, khiến cho cô ấy vô cùng ngơ ngác. Zeynep vội vàng giải thích rằng đây chỉ là một hiểu nhầm mà thôi. Thế nhưng may mắn là Can không hề để tâm chuyện này, nghề nghiệp của anh ấy là một bác sĩ, cho nên khi cư xử với người khác thì luôn vô cùng ấm áp. Sau khi nghe thấy nỗi khổ của cô gái, Can thậm chí còn đề nghị rằng mình có thể trả hết tiền thuê nhà cho Zeynep. Thế nhưng có một điều kiện, đó là cô ấy phải cùng với mình tham gia một bữa tiệc, hơn nữa còn phải đóng giả thành vị hôn thê của mình. Zeynep đơn thuần cũng không hề nghĩ ngợi quá nhiều, sau đó cô lập tức đuổi theo để cầu xin Can có thể giúp đỡ mình. Bạn của cô ấy mắc bệnh ung thư, cô hy vọng Can có thể đích thân giúp mình khám bệnh cho người bạn đó, để chẩn đoán xem rốt cuộc là căn bệnh có nghiêm trọng hay không. Mà chuyện này đối với Can thì không có gì to tát cả. Anh ấy vốn là một tiến sĩ y khoa có tiếng, những căn bệnh phức tạp chỉ cần đến tay của anh ấy thì đều trở nên vô cùng đơn giản. Anh ấy có thể điều trị cho hầu hết các bệnh nhân. Nhìn thấy Can đồng ý giúp mình như vậy, Zeynep cũng tuân thủ giao ước giữa họ. Dưới sự đưa đón của tài xế, cô ấy được đưa tới một cửa hàng phục trang đặt may. Tuy nhiên cách ăn mặc của Zeynep lại không hề ăn nhập với nơi này. Thế nhưng nam stylist không hề hoảng loạn, bởi vì Can đã dặn dò anh ấy từ trước, có thể tùy chọn bất cứ trang phục nào trong tiệm, toàn bộ chi phí sẽ do anh ấy chi trả. Sau khi thử hơn 10 bộ trang phục, cuối cùng họ cũng tìm thấy một bộ trang phục phù hợp. Người tài xế lại đưa Zeynep tới một cửa hàng salon. Thông qua vài tiếng trang điểm, Zeynep liền xuất hiện trong bữa tiệc với vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy. Mà sở dĩ Can làm như vậy chính là vì không muốn làm lộ tình trạng độc thân của mình, bởi vì trong mắt của viện trưởng, ông ấy sẽ coi trọng những nhân viên có gia đình ổn định hơn, cho nên Can mới quyết định làm như vậy. Tiếp đó Can liền bước lên sân khấu để phát biểu. Cả hành trình này của mình đều phải cảm ơn sự chăm sóc của viện trưởng. Nhưng điều khiến anh ấy không ngờ được rằng viện trưởng lại bảo Can đừng cảm ơn mình, mà phải cảm ơn người phụ nữ đứng phía sau anh. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Zeynep, vì không để bị bại lộ, hai người họ chỉ có thể tiếp tục vở kịch của mình. Thế nhưng sau khi uống vài ly rượu, Zeynep dần dần mất kiểm soát. Can nhìn thấy thế liền cướp ly rượu trong tay của cô ấy lại. Mặc dù từ trước đến nay anh ấy chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay vì Zeynep mà Can lần đầu tiên uống rượu. Mà hành động nhìn thì đơn giản này lại đang dần dần làm tan chảy trái tim của Zeynep. Cô ấy cứ nghĩ rằng sau khi bữa tiệc kết thúc thì sẽ đến lúc mà họ phải chia tay nhau. Thế nhưng không ngờ rằng lúc này viện trưởng lại đi tới, rồi lên tiếng nói lát nữa tôi sẽ đưa hai người tới một nơi vô cùng thú vị. Zeynep sợ rằng sẽ bị mọi người nhìn ra sơ hở, nhưng Can lại ở bên cạnh mà an ủi, chỉ cần có tôi ở bên cạnh thì không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng điều khiến hai người họ không ngờ được là viện trưởng lại phái phi cơ riêng tới để đưa hai người họ tới một hòn đảo để ăn sáng. Nhưng Zeynep lại tỏ ra vô cùng căng thẳng. Can vừa nhìn liền phát hiện ra sự bất thường của cô ấy, có vẻ là Zeynep chưa từng đi máy bay. Tiếp đó anh ấy liền cầm lấy tay của cô. Mặc dù hai người họ mới làm quen chưa lâu, nhưng anh ấy luôn có một cảm giác người con gái này có một loại mê lực vô cùng đặc biệt, và nó đang dần dần thu hút mình. Rất nhanh sau đó họ đã tới hòn đảo kia. Can sợ rằng Zeynep sẽ tức giận, bởi vì trước đó rõ ràng là anh chỉ nói với cô chỉ cần tham gia bữa tiệc kia là được, giờ lại đưa cô ấy lên đảo. Thế nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, Zeynep đã có một niềm tin nhất định với Can. Đây là lần đầu tiên cô ấy được tới một nơi tuyệt đẹp như vậy. Thế nhưng tiếp đó lại xảy ra một việc vô cùng ngại ngùng, bởi viện trưởng chỉ sắp xếp cho họ một căn phòng duy nhất, không còn cách nào khác nên Zeynep định sẽ ngủ dưới đất, nhưng lại bị Can ngăn lại. Cho dù cả đêm qua anh ấy không được chợp mắt một chút nào, nhưng anh ấy vẫn để Zeynep nghỉ ngơi trước. Giờ anh ấy cũng không buồn ngủ chút nào, vì để giữ được sự tỉnh táo cho bản thân, Can đã đi ra bên ngoài. Đợi đến khi anh ấy quay lại liền phát hiện ra Zeynep đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tiếp đó anh ấy liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô ấy. Nhưng anh ấy làm sao có thể biết được rằng thực ra Zeynep không hề ngủ. Đợi đến khi Can tỉnh lại thì chẳng thấy bóng dáng của Zeynep đâu nữa. Đợi đến khi anh ấy ra ngoài mới phát hiện Zeynep đang đi dạo trong vườn hoa, rồi còn hái được rất nhiều quả dại. Tuy nhiên vào lúc bọn họ quay về, Can lại nói ra một tin khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc. Mọi người còn nhớ lần đầu tiên khi họ gặp nhau không? Lúc đó Zeynep đã nhờ Can giúp mình kiểm tra bệnh tình của bạn thân. Can vẫn luôn để tâm tới chuyện này, hơn nữa còn đích thân xem bệnh án của người bạn thân đó, rồi phát hiện ra đây là một căn bệnh hiếm gặp và bạn thân của Zeynep cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Cho dù là như vậy thì nguy hiểm vẫn rất cao, nhưng Can lúc này lại không hề để ý thấy. Biểu cảm của Zeynep đang vô cùng bi thương, dường như đối phương không chỉ là người bạn như cách cô ấy đã nói. Thế nhưng rất nhanh sau đó Zeynep đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình. Sau khi ăn xong, cô liền cùng Can đi dạo ở trên biển. Đây là lần đầu cô ấy tới một nơi đẹp đến như vậy. Còn Can thì lặng lẽ đứng ở phía sau. Anh ấy không chỉ giúp Zeynep chụp ảnh lưu niệm, mà còn đưa cô ấy tới bờ biển uống cà phê. Dần dần hai người họ càng nói ăn ý. Hóa ra từ nhỏ Zeynep đã mất đi cả bố cả mẹ, cô vẫn luôn sống cùng với em gái. Mặc dù điều kiện cuộc sống của hai chị em họ không tốt, nhưng vì để cho em gái tiếp tục đi học, ngày nào Zeynep cũng cố gắng làm việc. Buổi sáng thì làm nhân viên vệ sinh, lúc rảnh rỗi thì sẽ làm những công việc thủ công để kiếm tiền để bù vào tiền sinh hoạt phí. Nói đến đây, ánh mắt của Zeynep vẫn tràn ngập sự hy vọng.
Thế nhưng giây tiếp theo cô ấy lại nghĩ đến thứ gì đó mà lập tức để lộ ra biểu cảm đầy bi thương. Mà Can lúc này vẫn không phát hiện ra sự bất thường của Zenith. Cứ như thế mà sau khi trải qua khoảng thời gian ở cùng nhau, hai người họ đã thấu hiểu về nhau nhiều hơn. Thế nhưng hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, rất nhanh sau đó đã tới lúc họ phải chia tay. Zenith vừa định rời đi liền bị Can gọi lại. Hôm nay cô không tới nhà tôi dọn dẹp sao? Không, bởi vì lịch làm việc của tôi là ngày mai. Hôm nay tôi phải quay về để chăm sóc cho em gái của mình. Nghe đến đây Can liền để lộ ra một chút thất vọng. Sau khi chia tay, Zenith liền nhìn về phía bóng lưng của Can. Thế nhưng đối với một người bác sĩ độc thân như Can mà nói, mặc dù sự nghiệp rất thành công nhưng tới tối khi ở một mình, đến những kỹ năng nấu ăn đơn giản anh ấy cũng không biết. Mà điều này đã trùng hợp tạo cơ hội cho Can. Tiếp đó anh ấy liền gọi điện cho Zenith hỏi cô ấy cách để nấu ăn. Chính vào lúc này chiếc nồi áp suất liền truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Zenith bảo Can hãy mau chóng rời khỏi phòng bếp. Nhưng may mắn là anh ấy không hề bị thương, chỉ là biến nhà bếp thành một mớ hỗn độn. Can liền nhân cơ hội này để nhờ Zenith tới giúp đỡ mình. Đối diện với chuyện này Zenith cũng không nghĩ nhiều. Sau khi cô ấy tới biệt thự nhìn thấy khung cảnh bừa bộn trước mặt, Zenith liền thuần thục mà lấy dụng cụ ra để dọn dẹp. Còn Can thì giống như một đứa trẻ không ngừng kể lể với Zenith. Bản thân anh ngoài biết khám bệnh ra thì những thứ khác đều không biết gì. Sau đó hai người họ cùng nhau thu dọn bãi chiến trường. Trong quá trình đó khó tránh được việc có những tiếp xúc thân mật. Cuối cùng cả hai người đều cảm thấy ngại ngùng, nhưng Can vẫn dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn Zenith. Vào khoảnh khắc đó hai người họ bốn mắt nhìn nhau, họ chậm chậm sát lại gần nhau. Sau khi trải qua một đêm tuyệt vời, buổi tối hôm đó Zenith đã ngủ một giấc rất sâu. Sau khi tỉnh lại cô ấy liền phát hiện Can đã rời đi, bởi vì sáng nay anh ấy còn có một buổi phẫu thuật cần phải xử lý. Nhưng cho dù anh ấy có cố gắng thế nào thì vẫn không thể cứu sống được bệnh nhân. Điều này khiến cho cảm xúc của Can vô cùng tệ, thậm chí anh ấy còn bắt đầu hoài nghi về năng lực của mình. Tới đêm anh ấy làm việc hết mình, chính vào lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa ra anh ấy liền phát hiện ra đó là lãnh đạo ở bệnh viện. Hóa ra cô gái này vẫn luôn thích thầm Can, nhưng Can lại không có cảm xúc gì với cô ta cả. Trước đó khi tham gia buổi party kia tìm Zenith tới đóng giả vị hôn thê của mình, cũng là vì muốn phá vỡ ảo tưởng của cô ta. Can biết mục đích đến đây ngày hôm nay của cô ta, nên đã lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho người bạn thân của mình, để cậu ấy gọi điện tới cho mình. Mà người phụ nữ kia lúc này vẫn cho rằng chiến thắng đang nằm trong bàn tay mình rồi, bất luận thế nào thì cô ta cũng phải có được Can. Thế nhưng lại không ngờ được rằng lúc này Can lại nhận được điện thoại, nói ở bệnh viện đang có một bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp. Can liền có ý tiễn người phụ nữ kia về, nhìn thấy con mồi đã đến miệng rồi mà nay lại tháo chạy. Cô ta làm sao có thể cam tâm cơ chứ? Thế nhưng cô ta đã đợi cả một đêm, cũng chẳng thấy Can quay về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau cô ta cố ý để chiếc váy ngủ ở trên giường. Trùng hợp thay, khi cô ta vừa định rời đi, lại vô tình bắt gặp Zenith tới để dọn dẹp. Người phụ nữ kia nhìn thấy thế thì liền để lộ ra nụ cười chiến thắng, rồi yêu cầu Zenith hãy thu dọn căn phòng cho sạch sẽ. Mà Zenith lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cô ấy đi vào bên trong, nhìn thấy chiếc váy ngủ trên giường, bên trên còn viết rằng em rất hy vọng đêm tiếp theo. Điều này khiến cho Zenith vô cùng sụp đổ. Điều khiến người ta cảm thấy nực cười là người phụ nữ kia còn nói chuyện này lại với Can, mà không biết rằng chính bản thân cô ta mới là kẻ dư thừa. Can biết lần này đã lớn chuyện, mà Zenith lúc này đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi thành phố đau thương này. Khi Can tới tìm cô ấy, Zenith đã quyết tâm sẽ rời khỏi anh ấy, nhưng Can đã nói lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Thậm chí anh còn bảo Zenith có thể tới bệnh viện xem camera. Người phụ nữ kia thực sự thích mình, nhưng điều mà Can có thể chắc chắn rằng người con gái mình yêu chính là Zenith. Nhưng những lời nói sau đó của Zenith lại khiến cho Can hoàn toàn kinh ngạc. Em tin anh, nhưng em không còn thời gian. Điều này khiến cho Can vô cùng khó hiểu. Anh cứ nghĩ rằng Zenith vẫn đang tức giận. Thế nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Zenith thì anh biết cô không hề đùa. Tiếp đó Zenith nói với Can về bệnh tình của người bạn kia. Cô ấy giờ đây sẽ thỉnh thoảng ngất đi. Bệnh án mà trước đây anh đã xem, anh cũng nói rồi, loại bệnh này khả năng điều trị là rất thấp. Can càng nghe lại càng cảm thấy không đúng. Người đó chính là em. Zenith lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ấy không muốn Can vì mình mà phải đau lòng, cho nên mới có ý định rời khỏi nơi này. Thế nhưng Can lại ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói rằng sau này bất luận là có chuyện gì xảy ra thì anh ấy sẽ ở bên cạnh Zenith. Hơn nữa anh ấy còn chắc chắn rằng mình sẽ chữa khỏi cho Zenith. Thế nhưng trên thực tế là anh ấy đã xem đi xem lại bệnh án của cô rất nhiều lần và đã thử vô số cách. Đến đồng nghiệp cũng khuyên anh ấy rằng căn bệnh này không hề có chút hy vọng nào cả. Nhưng Can lại nhất quyết không chịu buông tay. Anh ấy dự định sẽ thử một phương pháp mới nhất, nhưng có một điều kiện, đó chính là anh cần phải có sự đồng ý của cổ đông ở bệnh viện. Bởi vì nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này rất lớn, nhưng tất cả những cổ đông của bệnh viện đều lên tiếng phản đối. Đặc biệt là người phụ nữ bị Can từ chối. Họ không muốn bệnh viện phải hứng chịu sự nguy hiểm lớn đến như vậy. Nhưng họ lại không biết rằng Can đã hạ quyết tâm rồi. Lần này anh ấy phải cá cược tất cả những gì mà mình đang có. Nếu như thất bại, anh ấy không chỉ mất đi Zenith, mà còn mất đi tất cả những gì mà mình đang có. Thế nhưng đối với Zenith mà nói, hy vọng duy nhất của cô ấy chỉ có một mình Can. Cho dù có thất bại, cô ấy cũng lựa chọn chết trong tay người đàn ông mà mình yêu. Sau khi em gái rời đi, Zenith đắm đuối mà nhìn về phía Can. Em không còn hy vọng rồi, nhưng xin anh hãy nhớ rằng em yêu anh. Mà một người vẫn luôn kiên cường như Can giờ đây cũng không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Anh ấy không hiểu vì sao ông trời lại tàn nhẫn với họ đến như vậy.
Mặc dù tất cả mọi người đều không có hy vọng về cuộc phẫu thuật này, nhưng cần phải chứng minh cho họ thấy mình sẽ cứu người con gái mà mình yêu như thế nào. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Can liền tiến hành bước khử trùng cuối cùng. Đồng nghiệp vẫn ở một bên không ngừng mà nói rằng Can không nên mạo hiểm như vậy. Thế nhưng Can giờ đây đã hạ quyết tâm. Mặc dù anh ấy đã trải qua vô vàn các cuộc phẫu thuật và là bác sĩ hàng đầu trong nước, nhưng hôm nay anh ấy lại vô cùng căng thẳng. Chỉ cần bản thân anh làm ra một sai lầm nào đó thì sau này có lẽ anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy Zeynep nữa. Cuộc phẫu thuật diễn ra cũng không hề thuận lợi. Tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều không mang theo quá nhiều hy vọng. Duy chỉ có mình Can là kiên định với trách nhiệm của bản thân. Anh ấy nhất định phải cứu sống Zeynep. Sau khi điều chỉnh trạng thái xong, Can cuối cùng cũng đã giải quyết được bước đầu tiên. Lúc này cuộc phẫu thuật đã tiến hành được 6 tiếng. Tuy nhiên chính vào lúc mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Phần đầu của Zeynep đột nhiên xuất huyết. Lúc này Can có chút hoảng loạn. Thế nhưng cho dù tất cả mọi người có bỏ cuộc, vào thời khắc quan trọng này, anh ấy không thể bỏ cuộc được. Cuối cùng dưới sự kiên trì của anh ấy, tôi thành công rồi. Chuyện này có thể nói là sự kỳ tích lớn nhất trong cuộc đời của Can. Vài tháng sau, Zeynep cũng đã hồi phục sức khỏe, hạnh phúc cùng với Can ở bên nhau. Ngày nào Can cũng đi mua thức ăn, còn Zeynep sẽ ở nhà nấu ăn. Thứ tình yêu từng bị tất cả mọi người coi thường, vậy mà họ lại chống lại mọi khó khăn để đến được với nhau. Cuộc đời của con người chính là như vậy. Nếu như lúc này bạn đang đối diện với khó khăn thì đừng từ bỏ hy vọng trong trái tim. Hãy dũng cảm mà thử thách chính bản thân. Có lẽ sẽ có sự bất ngờ lớn hơn đang chờ bạn ở phía trước.